Xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay là tối thứ bảy. Bây giờ tối thứ bảy thì người ta đi ăn uống, bạn bè gia đình thì xèo hoa, còn mình bây giờ mình đi bộ lang thang qua khu Rodeo 39 ngay sau lưng mình nè. Là bên đó có bán nhiều đồ ăn lắm. Mình sẽ đi qua đây, mình đi ăn tối và mình sẽ coi Emily, gái mình nó cũng làm việc ở trong đó, trong một cái quán ăn trong đó. Giờ mình đi qua đó mình coi coi mình kiếm gì mình ăn rồi mình chia sẻ mọi người coi cho vui nha. Bây giờ mình sẽ đi, trời tối, 7 giờ tối đó mọi người, đi làm về. Và hôm nay cuối tuần làm biếng không nấu ăn, nhà không còn gì ăn, chỉ còn cơm thôi và không còn gì ăn hết. Thì bây giờ mình sẽ đi qua đây mình kiếm đồ ăn nha. Khu ăn uống này thì ngay sau lưng nhà mình, chỉ cần đi bộ qua là tới, mà cũng làm biếng lắm. Lâu lâu có đồ ăn thì không cần qua, không có đồ ăn thì mấy kia qua đây. Đó, tối thứ bảy rất là đông vui, nhộn nhịp ha. Đi vô đây mình coi mình ăn cái gì. Mình tính là ăn cơm, tại từ sáng tới giờ mình chưa có ăn cơm. Thì bây giờ mình đi ăn cơm đi. Đây là quán bar này, bán bia bán rượu đây, quán bar bán bia bán rượu rất là đông đấy, bà con uống. Hôm nay không có nhạc DJ chứ mấy hôm nhạc DJ y xèo hết. Còn bên đây là cái tiệm Emily nhà mình nó làm trong đây đây đó, tiệm Amigo Buna Amigo. Emily kìa, quầy nó lè đó, giờ phải trốn nhà bọn đó, nó đang làm đó, đang đứng bán hàng đó. Thôi mình đi quầy lén nó thôi, quầy nó lè, nó không cho quầy đâu. Mình đi kiếm gì mình ăn, đi một vòng cho mọi người coi tối thứ bảy ở khu ăn uống trong khu nhà mình đấy đông vui không. Mình định ăn cơm này đây đó, mình định ăn cơm Lào này. Cơm Lào này nó có tiki roi này ngon lắm, để mình coi coi. Cơm Lào với chicken thì 10 đồng, với lại sườn heo thì 16 đồng 99, có sườn bò đại hàng. Cơm Lào với sausage thì 11 đồng 99, còn mix tùm lum thì mắc tiền nhất là 17 đồng. Để coi mình sẽ chọn món nào mình ăn. Một là gà, hai là sườn heo. Đó, để mình coi ra đây một vòng coi còn gì nữa không. Đây là tiệm pasta của giống như của Ý vậy đó. Này đang làm pasta đây, pasta đủ các kiểu đó, pasta cộng mì, pasta cộng lớn, pasta ngôi sao cái nơ, đủ các kiểu luôn. Bên đây là tiệm boba, tiệm boba trà sữa đây. Đằng trước này đi qua phở hay ăn phở, đi qua phở coi. Phở Holic, mỗi khi phở Holic là đông lắm, để coi coi giờ này ra tối thứ bảy có đông không. Đó, bữa tối thứ bảy như khu ăn uống nhộn nhịp, hôm nay cũng không đông lắm đó chứ mọi khi còn đông hơn nữa. Đông vui lắm, nhưng mà người ta ở chỗ khác người ta tới đây đông lắm, còn mình thì mình không có tới. Nó có tiệm bông, bán bông tặng bông, có hoa thanh liễu, vô coi hoa đấy. Đây là hoa thanh liễu nè. Biết tên nó thôi, hoa này mình không biết tên. Hoa này cũng không biết tên. Đây bông hồng. Này có nhộn rượu thơm màu. Đây tiệm phở đứng ghét lai dài thòn đây. Cho mọi người coi tiệm phở nè, ghét lai kìa. Ghét lai để được vô tiệm phở kìa mọi người, đông lắm. Hôm nay là cũng là ngắn đó, có hôm dài hơn nữa. Cái này là buổi tối đó, là sơ sơ ngắn ngắn chứ mấy hôm kia còn dài hơn nữa. Đó,
coi em chai này bưng là đã không. Đây, phở xí quách các kiểu còn trong tiệm kìa, đông lắm, tiệm phở rất là đông vui, thơm nức mùi phở luôn đó. Cho mọi người coi một chút xíu ngay khu ăn uống ở trước nhà mình. Thôi đi vô thôi, mình đi ăn cơm Lào, mình ăn cơm Lào với tiki rai. Đấy, bà con ăn phở. Đây có tiệm udon nè, à, mì udon của Nhật này cũng ngon lắm nè. Hôm nay mình ăn cơm Lào, sáng giờ mình không có ăn cơm cho nên giờ mình muốn đi ăn cơm Lào cho nó chắc bụng đi ngủ nè. Tiệm udon này cũng đông lắm á, mọi khi em ở lì nhà mình nó cũng hay ăn lắm. Dưới đây có tiệm người Phi nè, tiệm này cơm của người Philippines nè. Đây cũng tiệm cơm người Philippines đó. Tiệm này mình biết là đó, tiệm này nè. Đó, cũng người ta cũng mua đông lắm á. Đó. Đó. Cơm có nhiều loại cơm, cơm các món ăn của tiệm này cũng đông, cũng ngon. Chiên. Cơm này cũng ngon à. Mình đi mua cơm Lào. Menu. Đây có mấy cái menu. Cơm này ăn cũng được. Rẻ hơn cơm Lào. Cái này kêu là top menu ai đâu. Taco and pizza. Bên đây là tiệm bánh xèo, bánh xèo boy. Đó, trong đây là bánh xèo đó. Trong đây là đang đổ bánh xèo nè. Mọi người coi bánh xèo đó. Bánh xèo boy, bánh xèo giòn lắm đó. Đây mấy em trai là đổ bánh xèo kiểu mix cho tất cả các dân tộc ăn chứ nó không có làm giống như đặc biệt giống như là bánh xèo Việt miền Tây ha. Bánh xèo này là người Mỹ, người Mẽ, người gì người ta cũng ăn hết cho nên nó hơi khác nhưng mà rất là giòn. 15 đồng một cái đó mọi người. 15 đồng một cái pizza, một cái bánh xèo. Tiệm này cũng được nhiều người ưa thích, cũng get like nè. Thôi mình đi qua order cơm Lào mình ăn. Thank you. Đây mình đã lấy order được rồi đây. Thì mình đi ra mình kiếm bàn mình ngồi mình ăn. Sẽ đi ra cái bàn. Các bàn nào trống mình sẽ ngồi. Rồi có đồ ăn ra mình ăn thôi. Ở đây hơi ồn.
Đoài. Cơm này của mình là 12 đồng luôn thuế, không làm miếng nấu cơm ra đây ăn cho nó đỡ. Mời mọi người nha. Còn này mình phải cầm tay lên mình cầm để ăn cho hết, nó chút xíu cơm. Thịt gà nè, mà tại no quá rồi ăn không nổi nữa.
về nhà thôi, về nhà uống nước chứ cũng muốn mua nước về đây uống cho nó no luôn đó. Mình không có ăn được nhiều mà nhất là buổi tối đó, thôi mình ăn vậy thôi được rồi. Mình ăn đã xong rồi mọi người ơi, bây giờ mình đi về thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi ra đường đằng trước để cho mọi người coi cái quan cảnh đằng trước của cái Rodeo 39 ngay gần nhà mình nè. Buổi tối nè, thứ bảy rất là đông vui nhộn nhịp luôn. Đó, đây là trước phở Holic đó. Phở Holic giờ đứng red light là tới ngoài đây luôn rồi nè. Đó, thấy phở Holic không? Phở Holic ở đằng trước đó, giờ đứng ghét lại ra tới ngoài đường luôn rồi, rồng rồng ránh 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 rồng rồng vô tới ở trong đó. Lại đây là trước cửa phở Holic ha, xong đây đi qua bên đây là đằng trước, nguyên một cái bên tay trái của mình là nguyên một cái parking rất là bự luôn. Còn Rodeo 39 đây là nãy nhà mình là đi đằng sau tới, còn này là đằng trước đây. Đi về, đi bộ ăn cơm rồi đi bộ về. Ở trong đây thì người ta cứ bán vậy đó, người ta sẽ cột sẵn vô trong bịch và trong cái hộp vậy, rồi ai muốn xách đi về nhà hoặc là ngồi lại ăn thì ngồi kiếm bàn vậy nè. Ai muốn thích ngồi đâu thì ngồi, mà hôm nay là ít đó, có mấy hôm kia kiếm bàn cũng rất là khó luôn á, không có bàn để mà ngồi luôn á. Đó, đây là đằng trước thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều video về cái chung quanh cái khu vực này của nhà mình rồi. Đằng trước thì cũng có In and Out, có Panda Red, có gà Ken đồ đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình nha. Không có gì chia sẻ đến với mọi người, thì biết chia sẻ cuộc sống của mình lâu lâu lên một cái video cho mọi người coi cho vui thôi. Rồi mình xin kết thúc cái video clip chia sẻ về bữa ăn tối của mình ngày tối thứ bảy, đi lang thang đi ăn uống có một mình vì con gái mắc đi làm. Rồi thì bây giờ mình xin chào tạm biệt mọi người và tạm dừng video clip nơi đây, và hẹn mọi người vào video clip tiếp theo nha. Xin chào, bye bye.